Hello năm sĩ anh em cùng cái hàng, các bạn đã tiếp tục trở lại kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có một em nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu muốn mang đến cho anh em quý hàng cùng các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một em với thương hiệu là Đông Ben, xe tải nhẹ 810 kg, sản xuất 2017, nước sơn màu trắng rất là đẹp và bắt mắt, phiên bản thùng mui bạc, thùng của nhà máy đóng nha anh em. Với chiều dài của cái thùng là 2m450, chiều ngang là 1m40 và chiều cao là 1m470. Nội thất thì cũng rất là xịn, với hai chỗ ngồi ghế bọc da, kính quay tay thôi, quay tay để mình rèn luyện cơ tay cho nó khỏe anh em. Vô lăng ba chấu, có trợ lực thủy lực, nói chung là cũng rất là nhẹ nhàng, và hộp số cũng là 5 số tiến một số lùi. Nói chung không gian nội thất cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Đấy, xe còn rất là mượt. Thì con xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng cùng các bạn là 105 triệu, có thương lượng. Xe đi được khoảng là 50.000 km, tương đối nha anh em. 3 năm mà đi như vậy mình cảm thấy cũng rất là tương đối. Đó, xe nhìn còn rất là mượt, rất là bóng bẩy luôn đó anh em, rất là đẹp. Nếu anh em yêu quý cái dòng xe này thì cứ gọi ngay cho mình lên số điện thoại 0937965342. Xe được trang bị khối động cơ với dung tích của nó là 1 lít, đạt công suất là 45 kW, chạy 105.600 máy xăng nha. Xe sử dụng máy xăng cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, nổ rất là im luôn, thường những cái động rất là bền. Động cơ này động cơ của nhà máy Đông Ben lắp ráp và sản xuất, nhập tất cả các linh kiện của bên nhà máy Đông Ben nha anh em. Thì cái dòng xe này với cái khối lượng của em nó là 810 kg, khối lượng toàn bộ là 1,9 tấn, khối lượng bản thân là 970 kg. Một cái trong những cái dòng xe tải nhẹ được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam đó trong những năm gần đây, với thương hiệu Đông Ben, giá rất là bình dân. Thì dòng xe cũ như thế này bên mình đang chào bán là chỉ có 105 triệu thôi, có thương lượng cho anh em đang xem xe và trải nghiệm cái dòng xe bên mình đó. Nhìn xe rất là đẹp, rất là gọn, rất là tinh tế, để cho anh em mua về chờ những mặt hàng nhỏ gọn, đi vô những con đường hẻm hóc rất là ok luôn anh em. Đó, thì đó là cái phần sơ về nội thất phía trong của em đó. Tiếp đến mình muốn giới thiệu cho anh em về cái thùng của em đó. Thùng này là thùng của nhà máy, thì nó bằng sắt thôi, sắt kẽm là đa số, và xe không có hiện tượng mục mọt luôn nha anh em. Khung sắt xi thùng mộng còn rất là đẹp, thì cầu máy hộp số cũng còn rất là im. Đó, khung gầm rất là cao luôn. Thì đường kính mâm của cái bánh xe là 13 inch, vỏ thì vỏ dạng là vỏ 165/70 đó anh em. Đó, dạng vỏ của xe du lịch, còn nếu anh em mua về có thể độ thì vỏ xe tải cho nó cổng tải và cho nó mạnh hơn, nó bền hơn, với lại nó cổng tải được tốt hơn với cái dòng xe tải nhẹ như thế này. Đấy, Đông Ben. Thì những cái dòng xe cũ như thế này thì nếu anh em muốn quan tâm muốn mua thì cứ hỏi trực tiếp bên mình lên số điện thoại 0937965342 để bên mình có trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Xe này không có hỗ trợ ngân hàng nha anh em, tại vì xe Trung Quốc ngân hàng không có hỗ trợ. Rồi, ngân hàng không có hỗ trợ cái dòng xe này. Phía trong thùng của em nó thì sàn sắt thôi, khung xương sắt, thùng tiêu chuẩn mà. Đó, sàn thì sàn sắt, như anh em mua về có thể mình lót thêm một lớp sàn inox hoặc là làm thêm cái bẩn phía trong inox, cái bát phía trong inox cho nó xịn sò hơn. Đó, thì thùng tiêu chuẩn thì chỉ được như vậy thôi anh em. Đó, đó, nói chung là cái thùng thì cũng còn rất là đẹp, rất là chất lượng. Đó, không mục mọt nha, xe zin và rất là đẹp như thế này. Đó, nhìn chiếc xe mình cảm thấy rất là ưng ý. Thì kích thước tổng thể của em đó mình sẽ nói thêm là chiều dài là 4,2m, chiều ngang là 1,5m và chiều cao là 2,250m. Nó cũng rất là gọn và xinh xắn để anh em mua về để mình có thể đầu tư kinh doanh, chạy những cái mặt hàng gọn nhẹ của gia đình để mình có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi mua cái dòng xe tải mới, đỡ áp lực về tài chính ngân hàng nha anh em. Đó, nếu anh em thích cái dòng xe này thì gọi ngay cho mình để biết thêm thông tin chi tiết về em đó. Này, rất là gọn và rất là xinh, nước sơn màu trắng rất là đẹp và bắt mắt như thế này. Thì cái thùng xe thì nó cũng gần khoảng 6 khối anh em, 5 khối máy. Đó, cụm đèn pha halogen dạng rất là sáng và rất là đẹp như thế này. Đó, nói chung là lưới tản nhiệt rất là rộng. Cảm ơn anh em quý hàng đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em quý khách hàng trong những cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ.